Hầu hết mọi người mua xe tải cũ để kinh doanh khởi nghiệp. Không biết điều này nên họ thường mất tiền oan. Xin chào các bạn, tôi là Đạt Xe Tải và cũng giống như bạn cách đây 3 năm về trước khi mới bắt đầu công việc kinh doanh vận tải, không phải là nghề kinh doanh mua bán trao đổi ô tô cũ, thì tôi bắt đầu với một chiếc xe mà chiếc xe to hơn như thế này, đắt hơn như thế này, tốt hơn như thế này. Nhưng sau khoảng đâu đó hơn 2 tháng vay ngãi ngày để trả góp ngân hàng và dường như công việc cũng không hiệu quả, sản phẩm tồn, hàng tồn vẫn để đấy, vào các mối hàng người ta không thuê tôi nữa, gần như chiếc xe chỉ để ngắm và chiếc xe đẹp cũng chỉ để một chỗ mà thôi. Thì điều này xảy ra, tôi để ý rằng trong quá trình kinh doanh tôi để ý rằng rất là nhiều người, không phải riêng tôi, gặp phải vấn đề này. Xe đẹp mua về chỉ để lắp chiếu, xe đẹp mua về chỉ để ngắm, mà xe đẹp mua về chỉ để đấy và trả lãi, vẫn phải trả lãi hàng ngày, hàng tháng, hàng quý. Công việc kinh doanh không hiệu quả, gia đình dường như những cái cuộc cãi vã, cãi nhau liên tục giữa vợ và chồng, bà con, cô bác xảy ra liên tục. Chúng ta và dường như cái niềm tin nó không còn nữa. Và đây là một câu chuyện nó không hề vui, nhưng chúng ta cần phải biết để rút ra bài học kinh nghiệm như thế nào. Chọn xe bắt đầu công việc khởi nghiệp ra làm sao cho đúng. Khởi nghiệp chưa bao giờ là công việc dễ dàng, và nhất là trong giai đoạn đầu. Cho nên giai đoạn đầu và đặc biệt kinh doanh vận tải nên chọn xe thế nào? Điều đầu tiên, bạn phải xác định được chân dung khách hàng của bạn là ai. Không phải là thị trường, không phải là sản phẩm của bạn có gì, mà bạn hãy xác định chân dung khách hàng của bạn là ai. Hãy xác định khách hàng của bạn đang ở đâu, họ làm nghề gì, họ độ tuổi bao nhiêu, họ có tầm tiền như thế nào, họ có sở thích ra làm sao, lỗi đau của họ là gì, và để giải quyết được cái lỗi đau cho họ, phục vụ được cái lỗi đau cho họ, sự trung trướng của họ là gì, và bạn đưa ra các giải pháp để cung cấp cái dịch vụ, cung cấp không chỉ là tính năng mà là cái lợi ích sản phẩm của bạn cho khách hàng của bạn. Thì điều đó bạn đã chiến thắng đâu đó 50% trong quá trình chặng đường đầu tiên để kinh doanh khởi nghiệp rồi. Không nói nhiều nữa, trong video ngày hôm nay tôi sẽ tập trung chia sẻ với bạn 5 cái bí quyết đơn giản nhất khi mới bắt đầu kinh doanh khởi nghiệp để chọn một chiếc xe nó ưng ý, phù hợp, không miễn, không phải là phù hợp với chất lượng mà phù hợp với lại nhu cầu công việc, để làm sao bạn có thể đạt được cái mục tiêu cuối cùng, đó là khởi nghiệp thành công và tích lũy được kiến thức, kinh nghiệm và tiền bạc. Điều đầu tiên để kinh doanh khởi nghiệp, chọn một chiếc xe không quá đắt. Tại vì cái yếu tố quan trọng một đó là tiền là oxy trong doanh nghiệp. Để kinh doanh khởi nghiệp, bạn có 80 triệu thì bạn chỉ mua xe 30 triệu thôi. 50 triệu, tôi lấy ví dụ nhé, 50 triệu bạn để đầu tư, gia tăng các mối quan hệ, gia tăng nguồn hàng để một cái tích lũy to cho bạn. Và đó là một cái ví dụ. Chọn xe, ai cũng muốn xe đẹp cả. Thế nhưng giai đoạn đầu hãy biết niệu cơm và gắp mắm. Cũng giống như nếu để kinh doanh sản phẩm gì, điều thứ hai, hãy chọn một chiếc xe phù hợp với sản phẩm đó. Bạn chỉ kinh doanh hoa quả đâu đó hàng 1 tấn đổ lại thì chỉ cần một chiếc xe như thế này thôi, không cần đến 2 tấn 4, không cần đến một chiếc xe đắt tiền. Mới kinh doanh khởi nghiệp, số vốn bắt đầu bạn chỉ có hơn 100 triệu thôi, hoặc 100 triệu đổ lại thôi. Hãy chọn những chiếc xe ít tiền, tuy cảm giác nó không sướng nhưng bù lại bạn sẽ dôi ra một khoản tiền đầu tư cho việc khác. Bạn lo sợ rằng chiếc xe đó nó ít tiền và nó hay hỏng vặt không? Hãy là một người có kiến thức. Điều số 3, dù bạn mua xe hay là nhờ ai mua xe đời thấp hay đời cao, bạn phải có kiến thức. Kiến thức ở đây là gì? Phải biết chọn xe cho đúng, đúng tầm tiền, đúng giá trị, chất lượng và đúng pháp luật. Để tôi chia sẻ kỹ hơn điều này cho bạn nhé. Một chiếc Villa Suzuki như thế này, tại sao bạn trên thị trường bạn có thể tham khảo nhiều mức giá nó khác nhau. Có những chiếc cùng đời 22 nó chỉ 50, 60, nhưng có những chiếc như thế này tôi đang hiện tại đang bán với mức giá đó là 95 triệu, có gia lộc thêm, và chắc chắn rằng nó sẽ khác nhau ở những cái điều gì. Tuy rằng chúng ta chọn xe ít tiền, tuy rằng chúng ta chọn một cái chiếc xe mà nó không phải tuyệt đối về tất cả những tính năng, thế nhưng đảm bảo một chiếc xe không đâm va. Tại vì trong cuộc sống này không ai bán rẻ cho ai cái gì cả, và dường như trong cuộc sống này cứ có công thì người ta làm. Bạn cũng vậy và người bán xe cũng vậy. Tôi đang đứng ở vị trí giữa trung tâm để phân tích để bạn hiểu.
trong video này bạn có thể xem để mà có kinh nghiệm. Còn nếu bạn muốn mua xe thì hãy quay trở lại một cái clip phía sau, trước đấy tôi đã làm bán xe. Còn clip này tôi chia sẻ hết mình những cái điều mà tôi biết về cách chọn một chiếc xe đúng nhu cầu. Đây, tất cả một chiếc xe. Một là chất lượng thể hiện ở điều đó là xe không đâm va, không va chạm. Đây, thì tất cả thì nó có một chiếc xe chia làm 3 phần chính: thân vỏ, máy và gầm, cộng với một phần nữa là nội thất. Thì phần thân vỏ này, điều đầu tiên, một cái chiếc xe nó nhỏ nhỏ như thế này, mạ chrome, nó vẫn còn nguyên si. Một chiếc xe giữ gìn, năm 2012, một chiếc xe giữ gìn, kính đến nay nó cũng phải 5 năm, 6 năm rồi. Thì nó giữ được những cái phần mạ chrome của chữ như này, đó là một chiếc xe mà đi ít và một chiếc xe nó giữ gìn. Còn tiếp theo nữa là một cái phần quan trọng hơn, đó là phần kính xe này. Phần kính xe nó thể hiện một cái thông số, đó là một chiếc xe kính nó nguyên bản. Một chiếc xe đẹp thì một chiếc xe kính nó còn nguyên bản như thế này. Và tất cả những cái phần này bạn để ý là này là phần cột A. Đây phần cột A. Đấy. Thì nó không có một cái hiện tượng là đâm va nào cả. Tại vì sao những chiếc xe đã giá rẻ mà bị đâm va thì dường như tính năng an toàn của nó đã mất đi rất là nhiều. Và khi chúng ta chở hàng trên một chuyến đi dài thì nó cái độ an toàn của chúng ta nó không được đảm bảo, thì chúng ta cũng không nên sử dụng những xe như thế. Đây, tất cả phần cột này. Đây là phần cột A, nó có đều có những đường đinh bấm này. Đường đinh bấm nó giống như đường tem bảo hành của nhà máy vậy. Và tất cả phần đường đinh bấm này nó có cái phần ghép nối giữa hai phần tôn. Thì đường đinh bấm dập này thì nếu mà đã bị đâm va vào thì họ phải bả ma tít vào đây. Đây, bả ma tít vào thì nó sẽ không còn cái khe này, không còn cái đường ghép nối như thế này nữa. Thì đó là một chiếc xe đã xảy ra đâm đụng và va chạm. Còn đây là một chiếc xe mà nguyên bản thì bạn có thể để ý tất cả những cái phần đinh bấm, đinh dập tán này nó còn nguyên giữa phần cột A và cột B. Đó, phần cột A và cột B bạn nhớ nhá. Và tất cả phần gáy này bạn phải xem chi tất cả phần gáy luôn đều có đinh bấm. Và bạn phải xem hai cánh luôn. Đấy, xem cánh này, cánh bên kia cũng vậy bạn nhá. Cánh bên kia cũng như vậy, bạn xem cả hai cánh luôn. Đấy, bạn xem cả hai cánh. Đây, bạn xem cả hai cánh luôn. Thì đó là phần thân vỏ. Đây. Nó có đều có đường đinh bấm. Đó. Bạn sờ chỗ nào nó cộm cộm là bạn sẽ biết được người ta có bỏ bả ma tít hay không. Tất cả đây. Thì ngoài cái yếu tố đinh bấm thì bạn xem thêm những cái đường keo chỉ này. Đây, xem thêm những cái đường keo chỉ này. Trời khá là nóng cho nên là nó hơi ngược sáng một chút. Đấy. Thì keo chỉ nó cũng giống như đinh bấm mà nó đường tem bảo hành của mỗi chiếc xe. Đó. Và tiếp theo nữa là phần tắp bi cửa và phần nội thất bên trong. Thì cái phần nội thất bên trong, nếu một chiếc xe nó còn đẹp thì đó là một phần nội thất nó sẽ được giữ gìn, tất cả phần nhựa nó còn liền lạc và nó không bị xô rạch. Đây. Đó. Và tại sao tôi nói phần nhựa này nó quan trọng? Tại vì trên một cái chuyến đi dài ấy, tuy là một chiếc xe ít tiền, thế nhưng một chuyến đi dài thì những phần nhựa này mà nó bị sộc sạch ấy, nó không đảm bảo ấy, thì lập tức một cái chiếc xe nó tạo ra một cái cảm giác nó không thoải mái cho người sử dụng. Thì những cái người lái không sử dụng nó không thoải mái rồi thì chúng ta dường như là rất là khó chịu và hiệu quả công việc nó cũng không cao. Và ngoài ra khi chọn một chiếc xe cũ thì những cái yếu tố như là trung tâm giải trí chẳng hạn mà được người chủ trước họ đầu tư thì cũng khá là hợp lý. Đấy, như chiếc xe này thì tuy là một chiếc xe mà không quá nhiều tiền, nó chỉ rơi vào 95 triệu thôi mà đã được đầu tư rất là nhiều thứ. Tất cả hệ thống đầu, đấy, tức là hệ thống đầu USB này và phần đèn nữa. Đấy. Loa này, loa thì người chủ cũng được độ thêm rất là nhiều thứ. Nổ máy và chiếc xe đã được trang bị thêm điều hòa nhé.
xe được trang bị thêm điều hòa này. Đây, những chiếc xe lăn tạ máy tăng như thế này thường rất là ít những chiếc xe được trang bị điều hòa. Thế nhưng cái việc trang bị điều hòa là một cái việc mà người chủ họ có tiền, họ đầu tư thêm thì sở hữu được những chiếc xe mà đầy đủ đồ điều hòa và sàn inox thì nó là một cái điều vô cùng là tuyệt vời. Đấy, điều hòa và sàn inox này, sàn inox và thậm chí tất cả những phần hộp đựng đồ này. Thì sở hữu một cái chiếc xe mà nó được trang bị đầy đủ cái này thì nó cũng bớt khấu hao đi cho bạn rất là nhiều. Bớt khấu hao đi cho bạn rất là nhiều. Về chúng ta chỉ được làm kinh tế thôi, chúng ta không cần phải làm thêm một cái gì nữa. Đó. Ở ngoài kia thì các bác đang lo công, đang làm một cái đường nước để phát nước. Vì ngày hôm qua ở Thái Nguyên ngập lụt cũng khá là nhiều, cho nên các bạn nghe tiếng ồn này cũng hết sức là thông cảm với mình các bạn nhé. Tiếp theo này, một chiếc xe đầy đủ đồ này, tất cả những phần bảo vệ như thế này thì họ cũng đầu tư khá là nhiều. Và thế hơn thế nữa thì một cái chiếc xe đẹp, đó là một chiếc xe mà tất cả phần đây, tất cả những phần lốp này nó vẫn còn đẹp. Đấy, tức là phần lốp nó vẫn còn đẹp. Đấy, và chúng ta không phải đầu tư thêm. Và chúng ta không phải đầu tư thêm. Đó. Phần máy cũng là một phần quan trọng. Tôi để cho bạn xem máy như thế nào. Đây. Bạn lật lên bạn xem được máy của nó. Máy của một chiếc xe đẹp đó là máy khi chúng ta khởi động thì nó không có hiện tượng. Đấy, khi chúng ta khởi động thì không có hiện tượng bỏ máy xảy ra, và khi chúng ta dẫm ga thì máy nó tròn tiếng. Đây. Đây. Đấy, tôi ga lên này. Máy nó rất là tròn tiếng này. Nó không có cái hiện tượng bỏ máy. Đấy, và đây là chiếc máy tôi chưa có dọn rửa gì cả, nguyên bản. Thì đây là một chiếc xe mà dường như là một cái duyên tình cờ. Bác ấy, tôi bán cho bác ấy một cái chiếc xe Kia K165 và bác ấy để lại chiếc xe này cho tôi. Thì bác ấy vẫn chở ngựa con ấy để mà cho quá trình ngựa ở ngay chỗ Tân Long này này, ngay chỗ Thái Nguyên này này. Đây là một chiếc xe tải nó lớn hơn. Bình thường chiếc xe này nó là tải trọng là 540 kg và nó cõng được hàng đâu đó khoảng 1 tấn, 1 tấn rưỡi thoải mái các bạn nhé, thoải mái luôn. Và tất nhiên rồi, một cái yếu tố nữa đó là về ngoại thất của một chiếc xe. Khi chúng ta đảm bảo được về chất lượng nó không đâm va rồi thì ngoại thất tất cả sơn phi nó còn nguyên bản nhiều hay không, bạc nó còn mới hay không. Và tiếp theo nữa là yếu tố pháp luật, người bán xe cho bạn có đảm bảo được những cái yếu tố về sang tên giữ hồ sơ cho bạn khi cần thiết hay không. Tất nhiên là một chiếc xe đời cũ chúng ta không nhất thiết phải sang tên, thế nhưng mà bao giờ chúng ta cần sang tên thì chúng ta vẫn có thể nhờ những người bán xe cho bạn hỗ trợ được thủ tục nó nhanh gọn hơn cho bạn. Đây là những điều lưu ý mà tôi chia sẻ với bạn, ba điều rồi. Còn một điều nữa tôi muốn chia sẻ với bạn ngày hôm nay, ngoài xác định thị trường, xác định sản phẩm, xác định xe có lỗi, xe có chất lượng hay không, khi đã mua được một chiếc xe rồi bạn cần đảm bảo một số những yếu tố sau. Một, trước khi vận hành, trước khi di chuyển và trước khi chuẩn bị cho một chuyến đi dài, bạn phải kiểm tra tất cả yếu tố. Thứ nhất là lốp áp suất lốp 4 bên nó phải đảm bảo. Yếu tố thứ hai đó là dầu máy và nước. Dầu máy và nước như là oxy của một chiếc xe. Nếu bạn không đảm bảo được hai yếu tố này thì khi di chuyển bạn sẽ gặp nguy hiểm. Một cái điều không may xảy ra khi khách hàng alo cho tôi và bảo anh ơi em đang cần phải cứu hộ ở trên cao tốc rồi. Anh dùng cái con K3000 đời 2012 ấy, anh ấy chở hàng từ Hải Phòng, anh ấy chở hàng từ Hải Phòng lên trên Hà Nội và bắt đầu thì đến tầm 2 giờ đêm anh ấy đã bị chết máy ở dưới cao tốc, thì bây giờ phải làm nào. Thì cái nguyên nhân đó là khi anh ấy đi xe anh không để ý nước làm mát và dầu thì dường như nó thiếu, đến đoạn cao tốc là xe nó bốc khói lên và dường như là cứ cố đi dừng lại thì chiếc xe đã bị thổi doang mà máy là phải cứu hộ về Đông Anh để sửa chữa, mất khoảng đâu đó 6 triệu rưỡi rồi. Thì cho nên là bạn phải
xe con hay xe tải tôi đã nói đi rất là nhiều lần rồi. Bạn phải đảm bảo được cái yếu tố đó là nước và dầu máy trước khi vận hành tất cả những chuyến đi. Đó là bốn cái điều quan trọng. Điều thứ năm tôi chia sẻ với bạn, hãy là một người mua hàng thông thái. Hãy trang bị những kiến thức tuyệt vời cho mình. Dù là bạn có kiến thức, dù là bạn đi mua xe, dù bạn có bắt đầu vào nghề ô tô, hay là bạn chuẩn bị chiếc xe cho mình, dù là mới hay là nâng lên một chiếc xe to hơn, hãy là người có kiến thức đi mua xe để biết rằng người ta nói đúng hay nói sai, để chọn được một chiếc xe phù hợp với lại nhu cầu của bản thân mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nó khá ồn nhưng mong các bạn thông cảm và chia sẻ nó nếu thấy hay. Và hãy bấm vào biểu tượng cái chuông cũng như là nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi video clip tiếp theo của tôi vào ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo của Đa Xe Tải.